Xin chào cả nhà. Video này em test cặp loa Pioneer CS99 cho anh ở Tây Ninh, xe điện máy Phương Nam nha. Em test cùng với chiếc âm ly Marang 2215B. Chiếc này này về trong đợt hàng ngày hôm qua. Đây là một con ly dòng cổ xuất âm tụ, tiếng rất là hay. Máy thì trong tình trạng còn là rất là mới và đẹp. Đối tác cho các bác thích chơi với JBL hay là những cái dòng loa cổ như thế này. Pioneer CS99 thì bên em hiện tại đang có mức giá hơn 12 triệu, loa zin đẹp, test trước khi gửi cho anh. Bác 40. 5 loa trên một thân thùng, 4 đường tiếng. Marang 2215 hiện tại đang có mức giá là 6.500.000 đồng, hoạt động hoàn hảo tốt mọi chức năng, radio 108. Trong lô cà phê cạnh hồ nước trong nông trại, anh A Ngoan, một trong hai bảo vệ của nông trại cho biết em đào từ ai hỏi đến khi